chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên thông báo tin vui dịp đầu năm, dàn hoa Á hậu đổ bộ chúc mừng. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm, Á hậu Kim Duyên gây chú ý với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ. Sau thời gian tập luyện và nỗ lực, đặc biệt là sau hành trình tại Miss Universe 2021, Kim Duyên ngày càng xinh đẹp, sắc sảo và ngày càng hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, khán giả cũng khá bất ngờ khi Á hậu thông báo tin vui ngày đầu năm. Theo đó, Kim Duyên đã thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi khai trương tiệm hoa cùng nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân. Bên cạnh việc trau dồi và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ những đàn anh, đàn chị đi trước, thì Kim Duyên vẫn luôn học hỏi thêm từng ngày. Hôm ngày 10 tháng 2, người đẹp tự tay cắm hoa và ship hoa trên siêu xe. Với chiều cao 1m73, số đo 3 vòng, 90, 60, 95, cùng đôi chân dài thẳng tắp, Kim Duyên khiến người đối diện không thể rời mắt trong hình ảnh năng động, trẻ trung mà đầy lãng mạn. Chia sẻ về những dự định và định hướng trong năm 2022, Kim Duyên háo hức. Để có thể miêu tả hành trình của Kim Duyên trong thời gian sắp tới, Duyên chỉ muốn nói mới mẻ và mới mẻ. Kim Duyên rất muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực, vai trò mới. Sự kiện cũng chào đón sự hiện diện của hàng loạt hoa hậu, người đẹp thành phố Hồ Chí Minh như hoa hậu Lương Thùy Linh, bà Trùm hoa hậu Phạm Kim Dung, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Phương Anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.